Tinh dầu oải hương có công dụng diệu kỳ. Tinh dầu oải hương được chiết xuất từ hoa oải hương với mùi hương nồng nàn, quyến rũ. Trước tiên các bạn hãy cùng mua bán nhanh tìm hiểu về hoa oải hương nhé. Hoa oải hương hay còn gọi là lavender, được biết đến cách đây hàng nghìn năm từ thời Hy Lạp cổ, có xuất xứ từ vùng địa Trung Hải, với màu tím lãng mạn và những công dụng tuyệt vời. Hoa lavender được người La Mã gieo trồng khắp các nơi ở châu Âu. Ngày nay hoa lavender có mặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhưng nổi tiếng nhất là những cánh đồng oải hương bất tận ở Pháp và Anh. Lavender là loại cây bụi có mùi thơm nồng, hoa oải hương có lá mọc đối nhau, không có cuống và được phủ một lớp lông tơ mịn. Những cuống hoa dài, màu xám và có gốc cạnh, hoa oải hương có màu tím hoa cà, ống hoa được sắp xếp liên tục vòng quanh cuống hoa. Hoa oải hương được phát hiện và được trồng ở Ả Rập vào khoảng 5-600 trước công nguyên. Trong hàng ngàn năm, oải hương đã được sử dụng bởi nhiều nền văn hóa khác nhau. Người La Mã dùng tinh dầu oải hương để tắm, nấu ăn, làm thơm không khí. Trong kinh thánh, tinh dầu oải hương là một trong những chất thơm để sức, chữa bệnh. Tinh dầu oải hương nổi tiếng là loại tinh dầu được sử dụng phổ biến do độ lành tính và tác dụng hiệu quả rất cao trong việc trị liệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Sức khỏe. Điều trị chứng mất ngủ, oải hương là loại tinh dầu song phòng ngủ tốt nhất. Khuếch tán tinh dầu oải hương vào không khí bằng mấy sông tinh dầu để giúp bình tĩnh tâm trí, cơ thể và tinh thần của bạn sau một ngày vất vả và đem lại giấc ngủ an lành. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tác dụng của tinh dầu oải hương đối với các triệu chứng của bệnh tiểu đường, có tác dụng giảm lượng đường trong máu, ngăn chặn rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là rối loạn chuyển hóa chất béo, tăng cân, rối loạn chức năng gan, thận. Cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng, tinh dầu hoa oải hương tốt với tâm trạng lo lắng, thậm chí nó còn tốt hơn so với các loại thuốc, điều đặc biệt ở chỗ loại tinh dầu này không gây ra tác dụng phụ nào. Chữa lành vết bỏng, vết thương trên da, tinh dầu oải hương có đặc tính kháng khuẩn mạnh nên có thể ngăn chặn nhiễm trùng và chống lại các loại vi khuẩn, giúp tăng tốc độ chữa lành vết bỏng, vết thương trên da, bên cạnh đó nó cũng ngăn chặn sự phát triển của nấm, hạn chế viêm da. Điều trị ong đốt và côn trùng cắn. Để khắc phục tình trạng ong đốt và côn trùng cắn được nhanh, hiệu quả, bạn chỉ cần sử dụng tinh chất oải hương, các vết tổn thương không bị sưng tấy, hết ngứa, bớt đau rát. Làm đẹp. Chống lại quá trình oxy hóa, những yếu tố như khói bụi, ô nhiễm, thực phẩm bẩn, tạo ra các gốc tự do gây hại. Phản ứng tự nhiên của cơ thể là sản sinh các enzyme có khả năng chống lại các gốc tự do này. Chăm sóc tóc và da đầu. Nếu bạn bị đau, da dầu nhờn và tóc yếu dễ gãy rụng, chỉ cần vội đầu sạch, không khô tóc và đổ một ít tinh dầu các đầu ngón tay, nhẹ nhàng massage lên da đầu và chân tóc, làm thường xuyên dầu sẽ biến mất và tóc trở nên bóng mượt, chắc khỏe hơn rất nhiều. Ngoài những công dụng trên, tinh dầu lavender còn được sử dụng tạo mùi thơm, kích thích vị giác trong các món ăn, thức uống như salad, cookie, trà. Vừa rồi là toàn bộ công dụng của tinh dầu oải hương trong việc chăm sóc sức khỏe gia đình. Mua bán nhanh, hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức mới để chăm sóc sức khỏe gia đình được tốt nhất. Mua bán nhanh cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé. Thực hiện bởi đội ngũ MVN, mua bán nhanh.com. Nhớ like video, bấm đăng ký, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới từ kênh Mua Bán Nhanh bạn nhé.